Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 17 tây. No, 16. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 11 năm 2024. Và tức là hôm nay là ngày thứ bảy luôn các bạn. Bên Việt Nam là coi cái video này là sáng chủ nhật rồi. Thời gian thấm thoát, hết lại hết thêm một tuần nữa. Chúc các bạn ngày chủ nhật ở bên Việt Nam thật là tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha. Cái gì cũng vậy, sức khỏe là trên hết. Cũng như đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê. Đây. Số 1 luôn. Hôm nay đi ra đây mua cà phê. Rồi có một người chị trong tiệm cà phê này giới thiệu một món này nè các bạn. Đây. Cái bánh này thường thường các bạn ăn bánh này là bánh cream cheese và dâu nhiều, cái này nhiều phải không? Nhưng mà hôm nay lại là bánh ổi. Ủa mà ổi thì sao thấy màu đỏ ta? À mùi ổi. Đây nè các bạn. Nó đỏ đỏ đỏ. Chắc cái này ổi với là strawberry quá. Thì cái này là loại mớ, bánh mớ đây. Thử để em thử coi nó ngon như thế nào nha. Nó ngọt ngọt, nó cũng có strawberry, nó giống cream cheese quá. Nó rõ ràng rồi. Ăn cũng được. Cái này á, các bạn biết không? Phải ăn nóng nó mới ngon, bánh này phải ăn nóng nó mới giòn, nó mới ngon các bạn. Các bạn biết á, hôm nay là cái vụ 50 triệu đô á đã bùng phát lên rồi, đã lan tỏa rồi. Thì sẵn đã lan tỏa rồi thì em kể cho các bạn nghe luôn nha, làm cái vụ này cho các bạn xem. Dũng, anh Dũng Taylor cũng đã đăng lên những cái về cái phần đó nè, Clarence Dũng. Thì anh đã đăng lên trên Facebook cá nhân của anh rồi, thì về mấy cái vụ kiện này đây, thì sẵn đó thì anh đã đăng rồi thì em chia sẻ cho các bạn luôn nha. Đây, anh đã đăng trên Facebook của anh ở đây. Kiện cáo dân sự xảy ra như cơm bữa ở Mỹ, người có tài sản sống rất bình dị, không ồn ào phong bạc, tránh sự dòm ngó của sở thuế. Luật Mỹ, chủ nhà mời khách đến thì chủ chịu trách nhiệm khi khách bị tổn thương. Còn nếu khách đến không phải do chủ mời thì sao? Cái này, tí nữa em nói về cái phần này. Các bạn biết á, cái nhà của người chủ này đó là muốn vô á là phải cần có sự đồng ý của chủ nhà, cổng bảo vệ mới cho vô. Cái này chắc có lẽ là anh Dũng chưa biết cái điểm này. Muốn vô nhà của cái người tỷ phú này đó các bạn, là ở ngoài nó có cái cổng rất là bự. Có người bảo vệ ngồi đó hỏi mình đi tới nhà nào. Rồi cái người bảo vệ đó phải gọi vô trong. Gọi vào bên trong nhà của chủ nhà đó. Để mà hỏi coi, ồ mày có cái người khách tên gì đó, có cho vào hay không. Thì người chủ nhà đồng ý thì người bảo vệ đó mới cho vào. Đó. Còn cái bữa hôm đó đó là cái bữa tiệc tất niên, ăn tiệc tất niên đó các bạn. Thì những người mà được vào là những người nào? Là chủ nhà cũng đã cho phép gọi vào cái cổng bảo vệ rồi. Nói là ồ hôm nay tôi có mở tiệc, người nào nói đi cái tiệc này thì được vào hết. Cho nên các bạn thấy rồi, vì có được mờ hay không? Chắc chắn là được mờ. Tại vì nếu như mà không có cái sự đồng ý của chủ nhà mở cửa thì làm sao mà ông bảo vệ đó. Tại vì các bạn trước khi vô cái nhà đó đó, các bạn phải ra cái thằng bảo vệ, cái cửa to đùng mà không bao giờ mà trèo qua được đâu. Các bạn biết đó, những cái khu này là khu bình dân nè, còn cái khu nhà đó là khu nhà giàu. Em tới được 2 lần rồi. Muốn vô đó là bảo vệ nó hỏi mình qua cửa đàng hoàng các bạn, nó mới cho vào đúng nhà, rồi đúng hỏi mình tên gì nữa, xong rồi gọi vào chủ nhà nữa.
rồi chủ nhà nói ok tí nữa tôi có người đó tên gì vô thì ok, không là tôi tí nữa tôi có tiệc này nó có đi vô vô ok, chủ nhà phải đồng ý mới được. Thì cái đó là cái chuyện đó đó, là các bạn là nếu còn khách đến không phải do chủ nhà mời thì sao, như vậy cái này các bạn nghĩ sao, không mời mà đến mới là lạ đúng không? Quy luật cuộc đời xưa nay vẫn thế, cho dù thân nhau đến mấy nhưng khi chạm đến quyền lợi thì thân ai nấy giữ. Cái này đồng ý, tình nghĩa là tình nghĩa. Khi mà đụng tới đồng tiền, thí dụ đồng tiền vài trăm đô, ok họ bỏ qua, nhưng mà vài triệu đô, vài chục triệu đô, nhưng mà trong khi cái này là 50 triệu đô, thằng nào mà chả tham. Cả chính người trong cuộc này cũng chưa chắc gì là không kiện. Thí dụ như bây giờ ngược lại là anh Dũng này đây, ảnh là một cái người bị tổn thương trong cái nhà đó thì chắc chắn anh cũng kiện thôi. Tại vì nhà người ta tỷ phú mà, các bạn biết đó, đi chợ mình té, cái đó quyền lợi của mình, muốn kiện hay không quyền lợi của mình. Cho nên không khi mà đụng đến những cái chuyện đó là không có tình nghĩa gì hết các bạn ơi. Ở Mỹ á, tình nghĩa khi nào không đụng tới tiền thôi, chứ mà đụng tới tiền là không có cái vụ đó. Mà đụng tới tiền, tiền nhỏ thì không sao. Đây, còn một phần đóng đăng ở đây. Trong đơn kiện ghi CSDVH, đây CSDVH nha các bạn, bị đứt lìa vài ngón chân tại nhà của đại gia chồng ca sĩ Bích Tuyền vào tháng 2 ngày 19 đây đó các bạn. Đó, bây giờ là công khai rồi nha, công khai là cái vụ của anh DVH, nhưng mà chưa có nói tên, nhưng mà ai cũng biết rồi phải không, DVH là ai rồi chứ gì. Đến chơi hay biểu diễn vị anh đó là do tai nạn sau khi đợt đó em có đọc tin nghe nói, có thông tin nhưng chưa nói được vì nó nằm trong nội dung của đơn kiện. Thì hôm bữa đó đó là cái sự việc là cái này cũng là mình sẽ phân tích bổn phận và trách nhiệm của người chủ theo luật Mỹ. Cái này báo Thanh Niên cũng đã đăng luôn rồi hả? Ok, báo Thanh Niên cũng đã đăng luôn rồi nè các bạn. Ok, báo Thanh Niên đã đăng luôn rồi, chết rồi, bây giờ làm sao ấy đây. Bây giờ mình vô trong kia, Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện phải không? Để mình coi coi. Báo Thanh Niên cũng đã đăng rồi, ok. Thì em sẽ lấy cái tờ báo Thanh Niên ra để mà em chia sẻ cho các bạn. Đàm Vĩnh Hưng, này, đây bây giờ báo Người Việt cũng đăng luôn, báo bên Mỹ cũng đăng luôn rồi các bạn. Bây giờ báo đăng tà le hết rồi. Ok, thì sẵn báo đã khui rồi, bây giờ em nói cho các bạn luôn. Bây giờ mình dựa theo báo Người Việt của bên Mỹ đi. Bị cắt vài ngón chân trong vụ sập sân khấu. Sập sân khấu cái đó là sai rồi. Đàm Vĩnh Hưng kiện đại gia Mỹ. Sập sân khấu cái này là không đúng rồi, không đúng sự thật rồi. Để em coi coi viết cái gì nha. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng vừa đơn kiện một đại gia Mỹ ở Newport Coast vì trong lúc biểu diễn ở nhà ông này, sân khấu bị sập, ca sĩ này bị thương, bị cắt vài ngón chân. Theo đơn kiện nộp ở tòa thượng thẩm California, cái sân khấu á không có phải là té ngay chỗ cái sân khấu, mà là té trên cái pond, giống như cái hồ nước đó các bạn, đứng trên cái gốc cái hồ nước nhảy xong rồi trơn té, chứ không phải là trên cái sân khấu mà té. Bị đơn là ông Gerald William, chồng ca sĩ Bích Tuyền, bị nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại vì bất cẩn và trách nhiệm pháp lý của chủ nhà. Nguyên đơn cũng yêu cầu được bồi thẩm đoàn xét xử. Theo hồ sơ trên, ông Gerald William là sáng lập viên, chủ tịch và tổng giám đốc công ty Nuvia, bán rồi, công ty đó bán rồi, đã bán năm 2021, công ty Qualcomm đã mua lại, đúng chính xác, được 1.4 tỷ, cho nên tính ra ông Gerald William này đó là tỷ phú, phải nha các bạn. Trong đơn kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đứng tên là Huỳnh Hưng. Cư dân Huntington Beach kể rằng ngày 19 tháng 2 năm nay, anh đến biểu diễn ở nhà ông William. Trong lúc biểu diễn, sân khấu bị sập. Lúc đó không phải là sân khấu mà là cái pond, hoặc lúc mà nhảy á, các bạn để ý lại đây coi, sẽ coi bị trượt trên cái hồ nước đó. Rất là nhiều người làm chứng ở chỗ đó. Cho nên không biết có phải là trong cái đơn kiện là sân khấu hay là chỗ cái nước ha. Theo đơn, theo nguyên đơn, lý do sập sân khấu là vì vòi nước bê tông phía dưới ọp ẹt mà chủ nhà vẫn làm sân khấu và để một bàn uống nước phía trên một cách sai trái. Khi sân khấu sập, vòi nước đè vào chân nguyên đơn làm hỏng và đau các ngón chân, cuối cùng phải giải phẫu cắt đi vài ngón. Nó là cái này ngộ ta, cái này phải trên đơn dưới không ta. Vì những lý do trên, nguyên đơn đòi bị đơn bồi thường tất cả chi phí y tế trong quá khứ cũng như tương lai và chi phí phát sinh.
tất cả thiệt hại thu nhập và khả năng tạo ra thu nhập, tất cả thì theo em nhớ đó là đứng trên một cái phone nó rất là trơn, thì có thể là từ sân khấu mà nhảy trên đó mà trơn như đó, chứ không phải là như là cái sân khấu bị sập đâu. Tại vì có một cái đoạn video là đứng trên cái phone đàng hoàng, mà tại sao ở đây là ghi là trên sân khấu ta? À, có luôn cái giấy tờ. Tại sao cái giấy tờ bây giờ nó cũng đang lan tỏa tùm lum ha. Bây giờ cái chuyện này đã bùng phát ra rồi, cho nên không có phải là cái chuyện giấu giếm nữa các bạn. À, không phải là giấu giếm nữa. Personal injury erased out of the incident occurred on search permanent. Đó, cái đó này bị ấy luôn nha bạn. Thì chưa có coi được cái tài liệu kia. Nhật báo người Việt đang tìm cách liên lạc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ông Jerry William. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang bị áp đặt lệnh cấm hát 9 tháng kể từ tháng 7. À, nhưng mà bây giờ được hát rồi nha các bạn, tức kéo dài tỷ do bị cáo buộc đeo huy là xong lo show ngày sắp tới. Tuy nhiên anh Hưng được hát ở Mỹ rồi nha các bạn, chưa ở Việt Nam. Thế nhưng ca sĩ này hát trong đêm nhạc mùa thu cho em dự trù sẽ diễn ra ngày 27 tháng 1 tại MGM Harbor. Theo tờ Thanh Niên hôm 14 tháng 11, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Sài Gòn viện dẫn về do vị ông Huỳnh Minh Hưng, tổ chức cá nhân nước ngoài mời hát ở nước ngoài không trên lãnh thổ Việt Nam thì chưa có chế tài đối với trường hợp này. Giới chức Sở Văn hóa cho hay hồi năm 2010 khi đang hát sơ hơi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống nhà đang đấu tranh cho nên là dịch Lý Tống cũng đã mất rồi. Ok, thì cái đó là của tờ báo của người Việt bên đây. Bây giờ mình để coi cầm đâu gặp báo bên Việt Nam coi nó như thế nào nha. Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện đòi bồi thường vụ tai nạn tại Mỹ. Trời ơi, nó lan tỏa bùng 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 phát ra hết rồi. Tưởng đâu là bí mật nữa rồi, ai nhè đâu nó biết hết rồi. Đàm Vĩnh Hưng để đơn lên tòa án Mỹ khởi kiện đòi bồi thường về vụ tai nạn hồi đầu năm 2024 khiến nam ca sĩ bị thương tật ở chân, gây ảnh hưởng nặng nề đối với việc đi lại sức khỏe. Theo nguồn tin báo Điện Thanh Niên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm bang California trụ sở tại Orange County kiện ông Gerald Richter, tức chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền. Theo đơn kiện, ông Gerald William đã tắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời trong một sự kiện riêng tư ở bang California. Bồn phun nước bị sập khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị thương. À, bồn phun nước tức là cái phone đó, cái này là có thể là đúng, cái này là đăng này đúng hơn nè các bạn. Còn cái báo người Việt thì không có đúng chính xác. Tức là cái bồn phun nước á, đó là tiếng là xin cái phone đó, cái đó là chính xác nhất đó các bạn. Bị thương nặng, bồn phun nước bị sập khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng và phải nhập viện. Cụ thể trong đơn kiện nộp lên tòa án có nội dung như sau. Ngày 19 tháng 2, ông Gerald William đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông sai mục đích. Đó là làm sân khấu và bàn để các loại đồ uống trong bữa tiệc. Điều này khiến bồn phun nước bị đổ, rơ trúng chân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hậu quả, giọng ca sĩ Bình Hinh em đi bị thương nặng. Thì cái này là chính xác hơn nè. Chứ không phải là cái sân khấu mà bị sập, tức là đứng ở trên cái phone á, thì cái gì bị đổ ha. Ngoài ra, trong đơn kiện còn nêu rõ ông Gerald William đã không thực hiện quy trình kiểm tra và bảo trì tài sản thường xuyên, tạo ra môi trường làm việc không an toàn cho khách mời. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí y tế, mất show diễn và tổn thương tinh thần gây ra. Thì lúc mà bị hư, bị ấy đó, thì hai vợ chồng này cũng đã đến thăm. Vụ án sẽ được ra giải quyết vào năm 2025 để xác định các quyết tiếp. Đáng lẽ là hôm bữa là ra tòa hết đâu, tuần tới đáng lẽ là ra tòa nhưng mà đã giờ rồi là các bạn. Theo một luật sư tại bang, khi trao đổi với Thanh Niên, những vụ kiện tai nạn cá nhân nộp lên tòa án khu vực mới mất và thường thiệt hại trên 25.000 khoản hơn sẽ có khung giá đòi bồi thường dựa vào các bằng chứng thiệt hại tổn thương. Ở Mỹ, nhiều gia đình có xu hướng mua bảo hiểm tai nạn tại nhà, cái đó là chính xác, có mua tại nhà. Khi đó, khách đến nhà có rủi ro gặp tai nạn sẽ được bồi thường nếu một bức người bị tai nạn nộp đơn chủ nhà và chủ nhà sẽ có căn cứ để làm việc với bảo hiểm. Những vụ kiện này được gọi là Willing Defendant. Hồi tháng 2, phía ekip của Đàm Vĩnh Hưng xác nhận nam ca sĩ tai nạn phải hủy hai show mang tên Ngày Em Thắp Sao Trời dự kiến tổ chức vào tháng 3 tại Hà Nội và cùng lịch trình. Đấy. Thì cái phần đó thì các bạn cũng thấy rồi, thì bây giờ em sẽ cho các bạn coi cái ngày đó
họ nhảy như thế nào nha. Để em cho các bạn xem. Nên coi cái có cái khúc nhà. Cái khúc đó không? Đây. Đây lúc này đứng ở trên cái gần cái pond nè. Đã đứng trên cách đây nè các bạn, đứng trên đây nè. Đã đứng trên đây nè. Đã đứng vòng vòng cái bồn nước đó. Đã đứng vòng vòng đó đó. Cái này là Dương Chiêu Vũ đứng, nhưng mà tí nữa là Đàm Vĩnh Hưng cũng hát cái đó. Đứng trên bồn nước như vậy đó. Được lì xì 5.000 hả? À, Dương Triệu Vũ được tặng 5.000. Wow, được lì xì nha các bạn. Chứ vậy là khỏi khách mời hay không? Hay là tự động mà tới? Có 10 phút thôi là Đàm Vĩnh Hưng kiếm được 10.000 cho tiền lì xì. 5 phút à. Như vậy thì khách có phải khách mời không các bạn? Đó, các bạn thấy chưa? Vậy là khách mờ hay là không mờ? Tớ được tặng tiền. Được tặng tiền cho được 10.000 luôn, quá dữ. Để coi coi còn một cái hai người cũng song ca luôn nè các bạn. Cho nên đã đứng ở trên cái bậc hồ á các bạn. À, em sẽ kể cái đó cho các bạn xem. Này. Em lì xì cho chị ít lắm à. 5.000. Em có 5.000 à.
khúc đó được lì xì. Thì các bạn biết người lì xì là Trầm Hương, thì cứ là coi có phải là được đi hay không. À, dĩ nhiên là có loại khách mờ rồi, người ta mới mờ, người ta mới tiếp đãi như vậy chứ bạn. Chứ không phải là khách mờ thì làm sao mà được tiếp đãi nhộn cồng như vậy. Tự nhiên tới chơi ha, được tiền lì xì không là tổng cộng 10.000. Đó, các bạn thấy chưa. Cho nên lúc mà trên cái hồ nước á, là đi, em có cái đoạn video đó nữa, chắc cái trong cái phone kia rồi. Đi trên hồ nước, nào té trên hồ nước các bạn chứ, tức là nó bị trơn á, biết không. Cái kia nó ngã xuống hay sao thì mình không có rõ, đúng rồi, nhưng mà biết là đứng ở trên cái không phải cái sân khấu mà sập, mà cái hồ cái chỗ cái pho nó cái nước á là bị sập, thì cho nên cái báo thanh niên này đăng á là chính xác nhất đó. Như vậy thì có được mờ hay không, có phải là khách mờ hay không? Nếu như không phải khách mờ thì vô đó làm sao người ta tiếp đãi như vậy, là còn được tiền lì xì nữa các bạn, thấy chưa. Nói chung thì có qua thì phải có lại, thì mình nói về bên đây không thì mình nói về bên kia, đúng không? Thì các bạn biết đó, cái sự thật nó là như vậy. Cái bữa đó là đi ăn tất niên, rồi được mọi người, trong đó có rất là nhiều nghệ sĩ đã đến của khắp nơi về, trong đó có chị Giang, Hồng Ngọc, rồi anh Khánh Hoàng, nói chung tùm lum người ở đó hết, có Đan Nguyên đồ nữa các bạn. Thì có Hoài Tâm làm MC đồ nữa, nói chung là rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đã tới nhà của cô Bích Tuyền này đây, của Gerard William, để mà ăn tiệc tất niên vào ngày 19 tây tháng 2 vừa qua, mới cách đây chưa được một năm. Thì trơn, trong giống như trơn, cái đơn đó là trơn té, bị sập bể gì đó, thì đúng chân. Thì sau đó đã được đưa vào trong bệnh viện và cũng đã băng bó, các bạn thấy á, bị bó đi cà nhắc suốt biết bao nhiêu thời gian. Thì các bạn cũng thấy rồi, cái chuyện đó đã xảy ra là như vậy. Thì bây giờ anh Đàm Vĩnh Hưng cũng đã để đơn kiện trong vụ án đó là bao nhiêu tiền. Bây giờ mình tìm hiểu nha. Thì là, để coi có ai, có một người nào đăng đăng nữa nè, để em coi coi nha. Có một người nào đăng nữa coi. Cái này là của ai đăng đây? Cái này là của của ai đăng ha? Của một người tên là Thoại ha, đăng. Nói là đã ok, thì đây là cái bài đăng của trên Facebook nha các bạn. Em đọc sơ sơ thôi. Thì theo tin tức showbiz Việt California lời kể của doanh nhân Kim Nguyễn ở quận Cam hả? Thì K Nguyễn, quận Cam 29, có một buổi tiệc sang trọng chúc mừng năm mới, năm Giáp Thìn, tại dinh thự 50 triệu đô la của đại gia. Dinh thự này không tới 50 triệu đô, khoảng chừng độ 20 mấy 30 triệu thôi các bạn. Thì không đến 50 triệu đô. Thì gần đến cuối chương trình thì xảy ra một tai nạn đáng tiếc khi ca sĩ Cao Chào và một ca sĩ cũng uống quá chén nên có ý tưởng bung lụa action độc và lạ trước khi chấm dứt chương trình. Theo lời khuyến khích của ca sĩ đồng bạn đồng nghiệp, anh muốn nhảy lên chiếc mâm waterfall của Fountain để biểu diễn, đó là họ tự ý biểu diễn, đâu biết đó là rất mạo hiểm. Nhưng cái mâm của Fountain không phải là nơi để leo lên ngồi để nhảy và không thể chịu được cân nặng con người. Không ngờ Fountain bị vỡ, và tức là đứng trên đó, hai ba người đứng trên đó thì cái đó bị bể. Thì cái đó là chính xác, đứng trên cái Fountain các bạn, tức cái pond á, thì cái đó chính xác nhất nha. Gần Irvine Hospital, và đêm có rất nhiều ca sĩ thân thiết cùng tháp tùng là gì, bảo vệ hay gì, đến bệnh viện để hỗ trợ lo lắng cho Đàm Vĩnh Hưng đến gần sáng mới đi về, vì bác sĩ phải giữ lại qua đêm để theo dõi trình trạng sức khỏe. Thì hai vợ chồng có đến thăm nha bạn, cái đó có, em có thấy những cái hình ảnh đó, có đến thăm. Là đôi bạn rất thân, mỗi live show lớn ấn tượng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều kể từ kết nghĩa. Kể từ khi kết nghĩa anh em với William thì lúc nào cũng xuất hiện với ca sĩ khách mời special trong những show ca nhạc lớn. Nói chung anh William này đó, show nào cũng xuất hiện hết, chứ không phải riêng gì show của anh Đàm Vĩnh Hưng. Bất cứ show nào mà anh thích là anh cũng đều xuất hiện. Ok, thì cái sự kiện 50 triệu đó đã xảy ra rồi nha các bạn, đã lan tràn trên mạng xã hội. Và các bạn biết tỷ phú đại gia William này là như thế nào hay không? Anh ông tỷ phú William này đây là
giống như hồi nãy tờ báo người Việt có đăng là bán 1.4 tỷ cho cái công ty Qualcomm vào năm đầu năm hay vào năm 2021, cái đó là chính xác. Thì tính ra ông ta là một tỷ phú của người Mỹ đó các bạn, tỷ phú ở Mỹ. Thì những vào năm trước khi đó là ông ta đã làm cho công ty Apple về sản xuất về lắp ráp thiết bị sản xuất những cái con silicon chip. Về những cái con silicon chip đó các bạn, giống như C class M class rồi đó. Thì lúc đó đó là ông ta làm cho công ty Apple khoảng đâu gần 10 năm, gần một cái thập kỷ. Thì sau đó ông ta đã hình như vào năm 2019 hay gì đó, thì đúng rồi, vào năm 2019 ông ta đã dời khỏi công ty Apple và đã được sáng co-found Nuvia, tức là một người cùng co-founder đó các bạn, để mà sáng lập cái công ty Nuvia vào năm 2019. Thì trong khi đó là đã là William Fitzsimmons, tức là ông ta đã bị công ty Apple kiện về cái tội đã dời khỏi công ty Apple và giống như đã làm một cái spy on his text message, huh? Tức là cũng như là làm chìm đi các bạn, đã làm cho công ty Apple gần 10 năm rồi sau đó đã mở công ty, rồi bị công ty Apple đã kiện ông William này đây vào năm 2019, đã bắt đầu kiện ông ta. Thì ông ta đã phá quy định của công ty Apple, đã đưa ra mở công ty mới và đã bị công ty Apple kiện, và cho đến kéo dài khoảng 3 năm. Thì cho đến năm 2023 thì công ty Apple đã rút cái đơn kiện đó ra, không có kiện ông tỷ phú này nữa. Và không có ai biết, và công ty Apple cũng không có cho biết rằng lý do gì đã rút cái đơn kiện này ra. Chắc có lẽ là hai bên đã thỏa thuận về cái đơn kiện. Thì bên công ty Apple cho rằng ông ta là làm cho những sản xuất những cái con chip mà các bạn, cái silicon chip của công ty Apple, của iPhone nè, của iPad, iPhone rồi đó. Thì ông ta đã học cái nghề trong đó và ông ta đã làm 10 năm rồi sau đó lập công ty mới. Thì công ty Apple đã kiện ông ta về cái vụ đó, và Apple cũng đã rút cái đơn kiện, và chắc là hai bên đã thỏa thuận. Và tới năm 2021, thì ông từ năm 2019 tới ngày 2021, ông ta đã thành lập công ty Nuvia và đã bán lại cho Qualcomm vào hình như năm 2021 là 1.4 tỷ đô, 1.4 tỷ đô nha các bạn. Và sau đó tới năm 2023, và chắc ông ta đã thỏa thuận với Apple hay sao đó thì không biết như thế nào, thì Apple đã rút khỏi cái đơn kiện đó các bạn, vào năm 2023 đó các bạn. Cho nên cái file là cái đơn trial date là 2023 và đã rút khỏi luôn ở Santa Clara, lúc đó là trên San Jose đó các bạn. Thì cái đó là cái, đây là cái đơn kiện của công ty Apple đó, đây là cái đơn kiện của công ty Apple đã đưa cho Jerry William đó các bạn. Thì nói chung là cái sự kiện là như vậy, thì ông ta đã làm cho Apple gần 10 năm chờ, và sau đó là mình giống như mình học cái kiến thức rồi mình học cái kiến thức rồi mình đi ra ngoài mình làm thêm đó các bạn, mình sáng tác, mình học được cái kiến thức đó rồi cái mình ra ngoài mình tạo công ty mới mình làm cho mình. Thì bởi cái đó là coi như là cái bị kiện về cái vụ mà giống như ăn cắp cái kiến thức đó các bạn. Cho nên công ty Apple nhưng mà cuối cùng cũng đã rút khỏi cái đó vì hai bên chắc có lẽ có thương lượng gì đó thì mình không biết. Cho nên các bạn cũng thấy ở đâu cũng vậy, người này nói người kia xấu, người kia cũng có cái xấu, người nào cũng có xấu, thấy không, người nào cũng có cái xấu cả. Cho nên mình không có biết được cái sự việc nó như thế nào. Các bạn có thể lấy những cái thông tin này đây từ ở trên chỉ Google mà ra hết nha các bạn. Cho nên ông ta tính ra là năm 2021 đã có 1.4 tỷ và cái căn nhà của ông ta ở là hiện tại là phải trị giá hình như là 20 để em coi coi. Để em coi coi cái trị giá hiện tại là khoảng bao nhiêu tiền nha. Để em coi lại coi. Đâu mất tiêu rồi. Cái mà kỳ rồi. Nào. À. Đây.
Hình như là cũng khoảng 20 mấy tỷ đó các bạn, để em xem kỹ lại coi nha. Rồi. Không phải cái nhà đó. Ở đâu mất tiêu rồi ta? Nói chung là không có tìm thấy rồi, không biết nằm ở đâu. Không có tìm thấy thì ra là không có lưu lại cái đó, thì chắc có lẽ là nằm ở bên chỗ khác rồi các bạn, không biết nó nằm. Lúc đó năm 2021 là em xài cái phone nào ha, em coi lại coi. Không biết cái phone này có hay không, mà nói chung là rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Kinh khủng lắm. 21 ha, em coi coi. Tìm không ra, không biết nó nằm ở đâu. Mà nói chung là cái nhà đó rất là to, to lắm các bạn. Em sẽ coi lại coi như thế nào, nhưng mà cũng là mấy chục triệu đô hiện tại bây giờ đó các bạn. Cho nên em cũng thấy là cái vụ này cái gì cũng có nhân quả cả. Thôi em cũng xin mến chúc các bạn một ngày thật là bình yên và ấm áp bên gia đình của mình nha. Nhớ đăng ký bấm like, share để theo dõi vào ngày mai cho cái vụ kiện này như thế nào. Thì vụ kiện này là trong một vụ kiện lớn nhất lịch sử của showbiz. Chúc các bạn thân tâm, an lạc và nhớ đăng ký để ủng hộ nha. Xin hẹn các bạn vào ngày mai. Em xin kết thúc tại đây. Bye bye.